Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ được cảnh báo là thường xảy ra các vụ án giết người cướp của hết sức dã man, gây xôn xao dư luận. Với mục đích là cướp đoạt tài sản cá nhân, thế nhưng hành vi của hung thủ lại có tính chất côn đồ, tấn công quyết liệt nhằm đoạt mạng sống của nạn nhân. Điển hình là vụ án thương tâm cướp đi mạng sống của bà Trần Thị Sở Vân, 59 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, khiến dư luận hết sức phẫn nộ, xảy ra vào những ngày đầu tháng 10 năm 2017. Chương trình Hành Trình Phá Án của chúng tôi ngày hôm nay xin được chia sẻ với quý vị, các đồng chí và các bạn những khó khăn vất vả cũng như khả năng nhạy bén trong phán đoán, định hướng và kỹ năng điêu luyện trong quá trình đấu tranh truy tìm hung thủ của các chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh như thường lệ sẽ bắt đầu một ngày mới bằng không khí nhộn nhịp hối hả. Thế nhưng, vào buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017, dư luận trong vùng xôn xao bởi một sự việc kinh hoàng được lan truyền nhanh chóng quanh nhà người đàn bà đơn thân, lớn tuổi và nghèo khó Trần Thị Sở Vân. 6 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2017, tôi có nhận thông tin từ người dân ở ấp Mỹ Thập báo về có vụ là chết người ở ấp Mỹ Thập. Là tại nhà của bà Trần Thị Sở Vân. Sau khi báo về trực ban thì chúng tôi cho hai đồng chí bảo vệ trực tiếp hiện trường và đồng thời tôi cũng qua trực tiếp để là chỉ đạo cái hiện trường của vụ án. Cũng không biết là dân mình ở đây là ở xứ khác qua tới thì dân ta ở đây ngủ ăn ngủ không yên đó. Bà con này rất con mang, từ đó giờ không có vụ này nhưng mà giết ra vậy là ai cũng tức tối lắm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng trình báo về cơ quan công an gần nhất. Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã lập tức phân công điều tra viên, trinh sát, nhanh chóng đến hiện trường. Kết hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Đây là cái vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng mà khi mà bà con mà phát hiện cái chỗ nạn nhân là bà dân tử vong như vậy á, thì sau đó là rất nhiều người dân người ta hiếu kỳ đến để xem. Đó, do đó thì cái công tác bảo vệ hiện trường của chúng tôi bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Đa phần thì nói chung là cái hiếu kỳ của bà con thì người ta muốn vào bên trong hiện trường để coi. Nhưng mà riêng đối với cái lực lượng là bảo vệ hiện trường chúng tôi là kiên quyết là không để người dân vào, bởi vì đó là cái hiện trường thì có thể hiện là nhiều cái dấu vết ở trong đó. Tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ hiện trường tử thi thì phát hiện bà ông Sở Vân chết tại nhà riêng, trên người có 37 nhát dao mà những dấu vết sắc gọn thể hiện là có sự tác động của đối tượng. Khám nghiệm về hiện trường nhận định là có dấu hiệu của lục lọi tài sản, mà đặc trưng nhất là trên cái giấy tay của bà dân khi mà khám nghiệm tử thi thì phát hiện có cái dấu của cái sự gách gia cơ của cái vùng giấy tay, nên là đoàn khám nghiệm và tổ công tác nhận định đây là khả năng là một vụ án giết người cướp tài sản mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, táo bạo và đối tượng manh động thực hiện hành vi đến cùng, đâm rất nhiều nhát vào người nạn nhân dẫn đến nạn nhân chết, và từ đó lục lọi tìm kiếm tài sản để lấy đôi bông của nạn nhân. Từ dấu vết đặc biệt để lại trên giấy tay nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác minh hàng ngày bà Vân có đeo đôi bông tay bằng vàng 18 carat. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, đôi bông tay đã không còn, cũng không tìm thấy quanh hiện trường phát hiện tử thi. Trong khi chồng nạn nhân đã chết từ 2 năm trước, hàng ngày bà Vân sống cùng với người con trai 17 tuổi bị bệnh đau. Hơn nữa, gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của ấp. Bởi thế, tài sản giá trị không có nhiều.
chúng tôi tiến hành nắm tình hình ở cái những cái hộ dân ở gần cái khu vực nhà nạn nhân, thì được biết là chỗ cái nạn nhân là chỗ bà dân, thì nói chung là hàng ngày thì bà dân rất hiền và lo chí thú làm ăn. Và đồng thời thì bà dân này thì có hoàn cảnh đặc biệt, bà sống với một cái người con là 14 tuổi, con trai, mà cái người con này thì bị dạng như bệnh tâm thần từ nhỏ, do đó thì cái nhận thức nó hạn chế. Đó, do đó thì bước đầu là để khoanh vùng đối tượng thì nó cũng gặp rất nhiều là cái khó khăn. Từ những dấu vết và thông tin đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình khám nghiệm tử thi cho phép chúng tôi nhận định đây là một cái đối tượng là giết người hết sức man rợ, manh động, liều lĩnh, bởi vì đối tượng đã dùng cái hung khí nguy hiểm là tấn công vào trực diện vào nạn nhân, mà cụ thể là để lại 37 vết thương trên người nạn nhân. Kết hợp với những cái thông tin khác nữa thì cho phép chúng tôi nhận định đây là một cái đối tượng là quẩn bách về kinh tế. Có nghĩa là đang rất cần tiền, đang rất khó khăn, rất cần tiền và sẵn sàng giết người để cướp tài sản. Kẻ giả tâm nào đã gây ra cái chết của người phụ nữ trung niên khốn khó Trần Thị Sở Dân? Động cơ mục đích là gì? Hiện giờ chúng đã cao bay xa chạy tận nơi nào? Đó là bài toán nhanh cần được giải đáp của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự, công an tỉnh Trà Vinh để làm yên lòng bà con xã Mỹ Long Bắc và người dân trên địa bàn tỉnh. Tại một vùng quê yên bình, người dân quanh năm chỉ biết chân lấm tay bùn chăm lo việc đồng áng, lại xảy ra một vụ án mạng động trời mà nạn nhân là một phụ nữ đơn thân lớn tuổi và gia cảnh thuộc hộ nghèo của xã Mỹ Long Bắc. Vậy hung thủ là ai, có hiềm khích cá nhân gì lớn đến mức phải đâm rất nhiều nhát dao vào cơ thể nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân cho bằng được mà tài sản có giá trị bị mất chỉ là một đôi bông tai? Rất nhiều nghi vấn đã được các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Trà Vinh đặt ra và nhanh chóng điều tra truy xét, không bỏ lọt bất cứ chi tiết có liên quan nào. Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay buổi sáng hôm đó, lãnh đạo công an tỉnh Trà Vinh đã quyết định xác lập chuyên án giết người cướp tài sản mang bí số 917G, trực tiếp giao trách nhiệm cho đồng chí đại tá Phan Thanh Quân, phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban, đồng chí trung tá Trần Giang Kỳ, trưởng phòng cảnh sát hình sự làm phó ban thường trực để điều tra truy xét vụ án này. Đối tượng là muốn thực hiện hành vi đến cùng, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân và nhằm mục đích là cướp tài sản. Nhận định như vậy thì tổ công tác ngay lập tức xác lập chuyên án truy xét mang bí số là 917G nhằm huy động lực lượng điều tra viên trinh sát có kinh nghiệm, những phương tiện kỹ thuật cũng như là kết hợp với công an các tỉnh lân cận để nhằm là truy xét nhanh đối tượng gây án. Ngôi nhà của nạn nhân lại nằm sâu trong khu đất rộng, cách khá xa với những nhà hàng xóm chung quanh, nên việc tìm kiếm nhân chứng không phải dễ dàng. Do vụ việc được phát hiện vào thời điểm sáng sớm, không ai ra đường, nên rất khó có thể khai thác thông tin từ những người dân xung quanh. Theo chỉ đạo của ban chỉ đạo chuyên án, thì chuyên án được chia ra nhiều mũi khác nhau, trong đó là có mũi xác minh ngay tại hiện trường, cũng như là mũi là dựng lên những đối tượng tiền án tiền sự ngay tại địa bàn, những đối tượng là từ nơi khác đến. Ngoài ra là còn một tổ ban chuyên án phân công xác minh tại các điểm cầm đồ, tiệm vàng, nhà trọ, xác minh trong thời điểm xảy ra vụ án có đối tượng nào lạ mặt, cũng như là truy tìm theo dấu vết của tài sản bị mất trong quá trình gây án. Xác định được gia cảnh khó khăn của nạn nhân, các điều tra viên đã nhận định đối tượng trong vụ án này phải là người đang rất cần tiền nên mới cuồng quẫn cướp đi mạng sống của người phụ nữ lớn tuổi, gần như không có nhiều tài sản giá trị như bà dân. Chính vì thế, tất cả những đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, số đối tượng không nghề nghiệp, có thu nhập thấp, có biểu hiện bất minh về kinh tế, số đối tượng có tiền án tiền sự lần lượt đều được triệu tập lên cơ quan điều tra để lấy thông tin. Tuy nhiên,
Tất cả đối tượng bất hảo trên địa bàn được gọi lên cơ quan công an đều có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian nạn nhân bị sát hại. Tính nhạy bén của những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm không cho phép các anh bỏ qua những mối quan hệ riêng tư của bà Dân. Từ đó các anh thu thập được một số thông tin, như trước đây bà Dân từng có mối quan hệ tình cảm với hai người đàn ông ở cùng ấp. Nhưng khi tiến hành xác minh thì trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, cả hai người này đều có bằng chứng ngoại phạm nên cũng được loại ra khỏi diện tình nghi. Trước những bế tắc trong quá trình truy tìm hung thủ gây án, ban chuyên án đã họp bàn và có suy luận. Vết thương trên người nạn nhân tuy nhiều nhưng lại không dứt khoát, thể hiện đối tượng là người nhỏ tuổi. Có thể do chơi bời lêu lỏng nên không có tiền, dẫn đến hành động dại dột. Từ nhận định đó, các anh tập trung vào những đối tượng có tuổi đời còn nhỏ, nổi cộm trong địa bàn, cũng như các đối tượng từ nơi khác đến. Rất nhanh chóng, các anh đã có thông tin quan trọng. Thời gian trước khi nạn nhân bị giết, thì có thấy cháu gái của nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Nhi, sinh năm 2004, ngụ tại ấp 9 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, dẫn một người bạn trai, tên thường gọi là Kinh, về nhà bà Dân chơi. Thời điểm phát hiện nạn nhân bị giết, thì không thấy Nhi và người bạn trai ở địa phương nữa. Đây chính là điểm sáng trong quá trình điều tra. Được sự hỗ trợ của công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cơ quan điều tra đã có đầy đủ thông tin về người bạn trai của Nhi, mang tên Nguyễn Quốc Tài, sinh năm 2001, ngụ ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Xác định Nhi và Tài là đối tượng nghi vấn hàng đầu có liên quan đến vụ án, các anh đã khẩn trương họp, thông qua kế hoạch đấu tranh chuyên án. Một mũi trinh sát đã được cử đến địa bàn tỉnh Bình Phước để xác minh Nhi và Tài. Tại đây các anh có được thông tin, chiều ngày 29 tháng 9 năm 2017, Nhi và Tài có về nhà lấy giấy tờ tùy thân rồi bỏ nhà đi. Cùng thời điểm, ban chuyên án đã phân công lực lượng tiến hành làm việc với tất cả các điểm kinh doanh mua bán đồ trang sức trên địa bàn huyện Cầu Ngang và các huyện lân cận nhằm truy tìm vật chứng vụ án. Trong cùng ngày thì tổ trinh sát về cái hướng xác minh tại cái tiệm cầm đồ, tiệm vàng thì phát hiện ra là tại tiệm vàng 502, khu vực thị trấn Càng Long có một đối tượng nữ tầm khoảng 13-14 tuổi đến bán một đôi bông tai có đặc điểm tương tự như là cung cấp của người thân gia đình của nạn nhân. Tổ công tác là nhận giám sát những đối tượng có mặt tại địa bàn, cung cấp là tại trước thời điểm xảy ra gây án thì có một đôi nam nữ từ Bình Phước, là nữ là tên là Nguyễn Thị Thu Nhi, là đến là nghỉ nhờ tại nhà người cậu ruột cách nhà nạn nhân khoảng 100m và có dẫn theo một bạn trai cũng khoảng cái tầm tuổi là 14-15 tuổi. Trong ngày xảy ra vụ án, báo về thì có phát hiện một đôi nam nữ đi xe từ Mỹ Long về Bình Phước. Từ đó thì ban chuyên án nhận định là hai đối tượng, một nam một nữ, độ tuổi trẻ 14-15 tuổi này thì có liên quan trực tiếp đến vụ án và đã rời khỏi địa bàn gây án. Nên là ban giám sát là tiến hành họp gấp để ban chỉ đạo chuyên án tiếp tục vạch kế hoạch cho lực lượng trinh sát điều tra viên tiến hành chi theo cái dấu vết của đối tượng hiểm nghi này. Nhận định Nhi và Tài là hai đối tượng nghi vấn có liên quan trực tiếp đến vụ án. Vì vậy, ban chuyên án đã phân công thêm lực lượng trinh sát để truy bắt hai đối tượng trong thời gian nhanh nhất. Đối tượng là một đối tượng sống lang thang và có mối hệ ở nhiều nơi, cho nên nhận định có khả năng đối tượng sẽ quay về cái nơi mà thường sinh sống là địa bàn huyện Phước Long của tỉnh Bình Phước. Thì chúng tôi cử một tổ trinh sát 4 đồng chí và ngay trong buổi chiều hôm đó thì tiến hành là đến ngay địa bàn của công an huyện Phước Long tỉnh Bình Phước để phối hợp, nhờ công an địa phương phối hợp và chi xét bắt giữ ngay hai đối tượng. Và đến ngày hôm sau thì lực lượng trinh sát báo về là đã bắt giữ được hai đối tượng trên đường kiếm đường tẩu là bỏ trốn sang địa bàn biên giới Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ để tìm ra đối tượng hiểm nghi, nhưng những đối tượng này lại không phải là người địa phương, đi lang thang nay đây mai đó,
không có nơi cư trú ổn định, không được hưởng sự dạy dỗ chăm sóc của gia đình, tiếp tục lại là một phép toán thử thách dành cho các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Với tinh thần làm việc khẩn trương, ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổ công tác đã phát hiện Nguyễn Thị Thu Nhi tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước khi đối tượng đang đi lang thang một mình trên đường. Tại cơ quan điều tra, Nhi khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đối tượng Tài đã bàn với Nhi giết chết bà Dân để cướp tài sản. Để vụ án được sáng tỏ cũng như làm yên lòng dân chúng, đồng chí trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo bằng mọi giá phải bắt được đối tượng Tài trong thời gian sớm nhất, không cho đối tượng có cơ hội chuẩn bị các điều kiện để bỏ trốn, gây ra khó khăn cho quá trình điều tra và truy bắt đối tượng. Từ thông tin mật báo, các anh biết được nơi Tài đang lẩn trốn. Tuy nhiên, khi đến thì đối tượng lại không xuất hiện ở đó nữa. Nhận định đối tượng đã phát hiện sự truy lùng của cơ quan công an, nên Tài rất cảnh giác. Hắn tuyệt nhiên không sử dụng điện thoại di động, thay đổi cách ăn mặc, thay đổi thói quen đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Không tiếp xúc liên lạc với bất kỳ một người thân và bạn bè, di chuyển nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do vụ án này phát hiện trễ một ngày, từ đó đối tượng khi mà rời khỏi hiện trường thì có sự chuẩn bị. Đối tượng đã về nhà và lấy thêm tài sản, đồ đạc để tiến hành, để bỏ trốn khỏi nơi ở và lẩn tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra. Tiếp theo nữa là gặp khó khăn ngay địa bàn rừng núi, lực lượng trinh sát, điều tra viên là không quen cái địa bàn này. Thứ hai, tiếp đó nữa là quan hệ của đối tượng, hai đối tượng này rất rộng, thuộc dạng đi lang thang, không có nơi ở ổn định. Cũng gặp khó khăn cho quá trình là chi tìm, chi bắt hai đối tượng này. Với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, đến sáng ngày 1 tháng 10 năm 2017, lực lượng trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Tài khi y đang đi trên đường thuộc phường Long Phước, thị xã Long Phước, tỉnh Bình Phước để tìm nhà trọ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Tài tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn chỉ thừa nhận có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thu Nhi là cháu ngoại của bà Dân. Mặc dù đối tượng là trẻ tuổi, vị thành niên, tuy nhiên đối tượng có rất nhiều cái thủ đoạn đối phó, quanh co chối cãi với cơ quan điều tra. Mặc dù quá trình mà đấu tranh thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về tài liệu, về chứng cứ, về những cái tài liệu chính xác và những cái chứng cứ khác nữa. Tuy nhiên đối tượng là thể hiện cái việc ngoại phạm của mình bằng cái việc thời gian gây án là không có mặt hiện trường. Dù lời khai của Nguyễn Thị Thu Nhi đã rõ, nhưng việc chưa thu được hung khí của vụ án đã gây khó khăn cho cơ quan công an kết tội Nguyễn Quốc Tài. Do đối tượng này là thành phần tiếp xúc nhiều, còn nhỏ mà tiếp xúc nhiều với cái thành phần lang thang, có tiền án tiền sự tại địa phương, nên đối tượng có sự chuẩn bị để đối phó với cơ quan điều tra, trong khi cơ quan điều tra thì chưa thu giữ được cái vật chứng gây án. Đối tượng thì dựa vào đó để làm cái cách đối phó với cơ quan điều tra gây án. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác đối tượng, cuối cùng đối tượng đã khai báo nơi giấu hung khí ở con mương cách hiện trường gây án không xa. Dẫn giải đối tượng về hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao gây án. Đây là con dao mà Thu Nhi đã đến nhà người cậu của mình để lấy đưa cho Tài làm hung khí gây án. Chỉ sau 27 giờ đồng hồ, vụ án giết người cướp tài sản mang bí số 917G đã được điều tra làm rõ với lòng nhiệt tình, kỹ năng điều tra nhanh gọn, chính xác và thiện chiến của các chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Chiến công này của các anh đã góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn, nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an tỉnh Trà Vinh. Lúc mà chưa bắt được thì dân ta ở đây ngủ ăn ngủ không yên đó. Lúc mà bây giờ bắt được hung thủ rồi cũng thấy được phần nào cũng yên tâm. Ở ấp Mỹ Thập này, từ dưới xã này, từ đó giờ không có chịu mà giết người, mà giữ thằng ôn gì đâu. Mà đối tượng nó quá dữ, nó còn nhỏ quá dữ. Công an xã với công an huyện tỉnh rồi đó, lại bắt khoanh chúng đối tượng bắt. Thì dân đây rất hoan nghênh và đồng tình.
cũng thông báo đến bà con trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng như cả nước. Thứ nhất là chúng ta nâng cao, đề cao cảnh giác, bảo vệ mình và bảo vệ tài sản của mình. Bởi vì hiện nay cái tình hình tội phạm hình sự có nó diễn biến tương đối phức tạp. Đối tượng hiện nay, thành phần đối tượng gây án đa dạng, trẻ quá về độ tuổi, bởi vì ảnh hưởng từ cái tiêu cực của các cái nền kinh tế thị trường, đó là những cái mạng xã hội tiêu cực, những cái phim ảnh đồi trụy, những cái lối sống mà hiện nay du nhập từ phương Tây mà tiêu cực, thì ảnh hưởng đến cái tình hình tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và sở hữu tài sản của bà con. Đề nghị bà con nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, tránh cái trường hợp là đeo nhiều vàng bạc và nữ trang mà tham gia giao thông. Ở độ tuổi 13, 17, khi các bạn đến trường học văn hóa, cố gắng vươn tới ước mơ của mình, thì Tài và Nhi lại lựa chọn cuộc sống lang thang không nhà. Khi không có tiền ăn chơi, hai thiếu niên này bất chấp luật pháp, bất chấp nạn nhân là ai, có quan hệ gì với mình, sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân để có tiền ăn chơi tiêu xài. Vụ án đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc phụ huynh cũng như thế hệ thanh thiếu niên hiện nay. Không thể buông lỏng cuộc sống, để khi sự việc xảy ra rồi mới nói những lời hối hận, nhưng đã muộn màng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ với hơn 30 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo phát hiện xác của bà Trần Thị Sở Vân tại Tư Gia, các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra ra hung thủ và truy xét đối tượng đến tận nơi lẩn trốn. Vụ án được tháo gỡ một cách nhanh chóng đã góp phần dẹp yên dư luận hoang mang của những người dân hiền lành, chân chất trên địa bàn xã Mỹ Long Bắc nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung. Đây là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, những người dành hết thời gian cho công việc mưu sinh mà bỏ bê trách nhiệm quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ con cái để chúng học đòi thói hư tật xấu, dẫn đến những hành động nông nổi, không lường trước được hậu quả như các đối tượng vị thành niên trong vụ án vừa nêu trên. Chương trình Hành Trình Phá Án tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn ở những chương trình sau trên INTV.